cây vĩ cầm đã câm lặng từ lâu. Con còn nhớ khi trai sạn chưa hôn lên vai cha, cây vĩ cầm vẫn ngân nga hàng đêm, bay mãi vào một thời âu thơ là cây vĩ cầm. Trời bao giông bão, bao tháng năm, kiếp người có còn với cha. Nồng nàn yêu thương chuông ngân lên cao vút đã lớn theo con những vết chai dần tay cha, tâm hồn cha cháy lên bừng trong mắt con hy vọng. Cha cháy lên bừng trong mắt con hy vọng. Cung đàn con cất lên hồi sinh trái tim vĩ cầm. Quý vị vừa rồi là Hoàng Dũng, thí sinh với mã số bình chọn là 05 đến từ đội của huấn luyện viên Thu Phương. Xin cảm ơn Hoàng Dũng, xin mời bạn bước vào đây. Vừa rồi có thể nói là Hoàng Dũng đã có một sự thể hiện rất là da diết và rất là cảm động. Đặc biệt là trước khi bạn thực sự biểu diễn thì lại được nghe những lời nhắn nhủ của mẹ mình nữa. Thì Hoàng Dũng có thể chia sẻ cảm xúc rất đặc biệt của bạn lúc này được không? Thật sự thì khi mà biết được rằng là mẹ đã vào trong này và tham gia cùng chương trình thì cảm giác một phần cũng vui hơn, nhưng mà cũng là cái sự làm cho bản thân mình nó đôi khi mà không kiểm soát được cảm xúc cho lắm, vì là cũng khá là vui và bất ngờ. Và chỉ muốn nói là cảm ơn chương trình rất nhiều đã tạo cơ hội để cho em được thấy cái giây phút ngày hôm nay. Mỹ Linh thì lại cảm thấy là bạn vừa có những cảm xúc rất là tốt. Và lúc này thì nhìn huấn luyện viên Thu Phương, có lẽ là chị cũng có rất nhiều điều muốn chia sẻ với Hoàng Dũng phải không ạ? Có lẽ Thu Phương nghĩ rằng tất cả những cố gắng và chặng đường mà các học trò của mình đã đi qua, không chỉ riêng gì Hoàng Dũng, còn Kiều Anh, Phạm Anh Duy, Phùng Khánh Linh,
và rất nhiều các học trò của Thu Phương cũng như các học trò, các thí sinh của Giọng Hát Việt năm nay, các em đã trải qua một chặng đường rất là nhiều những thử thách. Phương nghĩ rằng mình có cơ sở để có thể tin rằng học trò của mình, đặc biệt là Hoàng Dũng, trong tương lai bước ra khỏi Giọng Hát Việt, em sẽ không chỉ đơn thuần chỉ là một ca sĩ. Thu Phương chắc chắn là như vậy, là bởi vì Hoàng Dũng đã thử thách bản thân, đã vượt qua chính mình. Bởi vì nếu mà Hoàng Dũng không có mặt The Voice năm nay thì làm sao sẽ có những phiên bản rất đặc biệt như Không Phải Dạng Vừa Đâu, một chàng trai 19 tuổi có thể hát Mái Đình Làng Biển, có thể đầy cảm xúc và tình cảm với những bản ballad như chưa bao giờ. Và ngày hôm nay Thu Phương nghĩ rằng Giọng Hát Việt đêm chung kết tuần trước, tất cả những gì cần làm các em đã làm hết rồi. Và Thu Phương chỉ muốn giây phút này mượn cái khoảnh khắc đặc biệt này để cảm ơn đến tất cả khán giả xem truyền hình và những người yêu nhạc trong cả nước đã theo dõi, đã ủng hộ Giọng Hát Việt và đã nhắn tin bình chọn cho Hoàng Dũng, đặc biệt là những học trò của Phương và đặc biệt là quý vị yêu thương Giọng Hát Việt năm nay. Và chúc mừng Hoàng Dũng với hai bài hát đặc biệt em sáng tác, hai single được phát hành trên thị trường trong khi em đang trong khuôn khổ cuộc thi. Đó chính là điều Thu Phương cảm thấy hãnh diện về học trò của mình. Cùng chúc mừng cho Hoàng Dũng và cũng hy vọng rằng bạn sẽ có một bước đường thật là vững chắc trong tương lai. Và quý vị ơi, xin đừng quên rằng tổng đài của chúng tôi vẫn còn đang mở. Mã số bình chọn của Hoàng Dũng là 05 và chúng tôi tiếp tục nhận tin nhắn cho đến thời điểm này. Và tiết mục sau sẽ có gì hấp dẫn, chúng ta sẽ cùng gặp MC Phan Anh ngay bây giờ.